Xin chào mọi người. Hôm nay BCT xin giới thiệu đến mọi người một cái tổ mặt được khai thác từ các cánh rừng già thuộc khu bảo tồn thiên nhiên xã An Toàn, huyện An Lão. Và trước mặt mọi người đây là một cái tổ ong khói gần An Lão. Theo như nghiên cứu thì ong khói là một trong những loài ong rừng với kích thước lớn và đặc tính rất là hung dữ. Chính vì cái đặc tính này cho nên chưa có nghiên cứu nào cho thấy nó có thể thuần hóa để nuôi dưỡng ở nhà. Do đó, những tổ mật ong khói thường được tìm thấy trong các cánh rừng già, sâu trong rừng, trên các cây cổ thụ hoặc là trong những cái vách đá. Kích thước mật rất là lớn, có thể lên đến 15, thậm chí 20 kg. Và đây chính là cái nguồn mật chính của mật ong BCT. Điều đó cam kết rằng BCT luôn mang đến quý khách hàng những sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, chất lọc những cái hương hoa tinh tế của núi rừng An Lão. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi clip trên. Chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ.